khá trùng hợp, hai cô nàng từng đóng MV của Jack cùng lúc mở chuyên mục hỏi đáp trên Instagram với nhiều câu hỏi nhạy cảm khiến netizen chú ý. Vì đang thực hiện giãn cách xã hội nên mạng xã hội là sân khấu duy nhất gắn kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Thời gian gần đây, Chen hỏi đáp để tìm hiểu về ai đó bất ngờ nổi lại trên Instagram. Vốn là một người trẻ, Đỗ Khánh Vân nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Mới đây, cô nàng khiến nhiều người bất ngờ khi giải đáp cả những thắc mắc táo bạo liên quan đến chuyện giường chiếu. Khi được fan hỏi Khánh Vân lựa chọn người ngây thơ hay kinh nghiệm, nữ diễn viên đã không chần chừ mà chọn câu trả lời thứ hai. Tuy nhiên, Khánh Vân đã nhanh chóng quay xe, xóa luôn bài đăng và cả chuyên mục này vì lý do nhạy cảm. Giống với Khánh Vân, nàng thơ của Jack trong MV Hoa Hải Đường, Linh Chi cũng lựa chọn giao lưu với người hâm mộ qua hình thức hỏi đáp trên story Instagram. Tuy nhiên, Linh Chi táo bạo hơn Khánh Vân, cô khá thoải mái, cởi mở khi chia sẻ nhiều bí mật của mình. Hot Girl sinh năm 2001 không ngần ngại khi chọn kích thước khi được hỏi kích thước hay kỹ năng. Chưa hết, Linh Chi còn tiết lộ rằng ngoài giường, cô đã từng làm chuyện ấy ở mọi ngóc ngách trong nhà. Những chia sẻ của Khánh Vân và Linh Chi về chuyện chăn gối khiến không ít khán giả cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người cho rằng đối với các bạn trẻ hiện tại, họ có lối sống cởi mở, phóng khoáng nên đây cũng là những câu trả lời bình thường, không quá gây khó chịu. Bạn nghĩ sao về hai nàng thơ của Jack? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé!